Việt Nam hiện được xếp vào nhóm những nước có ngành dược mới nổi. Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con số trong vòng 5 năm tới và đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Theo đó, gần 78% chuyên gia và doanh nghiệp dược Dự báo, tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2019 sẽ đạt trên 10%. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng ngành dược 75% doanh nghiệp dự báo trên 10% trong năm 2018, cho thấy sự tự tin vào khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp dược hiện nay. Tuy nhiên tại Việt Nam, ngành dược vẫn đang phải chịu sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu, chưa tận dụng được hết tiềm năng phát triển của đông dược chưa truyền thông hiệu quả và khung pháp lý đang cần hoàn thiện. Trong khi đó, Việt Nam là nước có nguồn dược liệu phong phú. Cục Quản lý Y Dược của Truyền Bộ Y tế cho biết, trong tổng số trên 5.000 loài cây và nấm làm thuốc, đã biết thì có nhiều loài có tiềm năng khai thác tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc phục vụ nhu cầu của thị trường.